Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình Trong video hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để ghép nhạc vào video trên máy tính Máy tính, máy tính của mình là máy tính Windows Và phần mềm mình sẽ sử dụng đó là phần mềm Filmora 10 Các bạn chưa có phần mềm thì các bạn có thể xuống dưới phần mô tả và tải phần mềm về để dùng thử miễn phí Phần mềm Filmora 10 thì tương đối hay, bạn có thể dùng thử miễn phí và không có bị giới hạn giới hạn gì cả Chỉ có lúc mà xuất ra thì nó sẽ có logo nếu như bạn muốn mua bản quyền thì các bạn có thể xem dưới mô tả luôn à, dùng mã giảm giá để được giảm giá 40% nhớ đến hết tháng hết tháng 12 đấy đầu tháng 1 nhé à, ok bây giờ sẽ đi vào phần mềm à, ở đây mình đang là ở trong Filmora 10 nhé đầu tiên mình sẽ kéo một cái video xuống à, video và ảnh kéo một cái linh tinh ok À, để mà ghép nhạc ấy, thì trước tiên đấy các bạn sẽ phải có nhạc ở trên máy tính của bạn nhé, bạn phải đi đâu đấy bạn tải lên YouTube, lên Facebook rồi là à, lên mạng rồi là lên các cái trang nhạc ấy tải xuống máy tính của bạn à, file nhạc là file MP3 hoặc file WAV thì đều ok đều đưa vào phần mềm được. Sau đó là bạn sẽ phải đưa à, đưa cái file nhạc vào phần media này, à, bạn kích đúp vào đây nhé, kích đúp vào cái chỗ khoảng trống ở cái phần media. Sau đó là import cái nhạc vào Ví dụ ở đây mình sẽ import cái nhạc hôm trước Mình tải Last of My Smooth của Nico Staff Sau khi các bạn tải một cái bài nhạc Vào trong phần mềm Filmora rồi ấy, Thì các bạn sẽ có thể kích đúp vào nó Để bạn play cái bài nhạc để bạn nghe Đó bạn nghe và review ở chỗ này Đó nếu như bạn thích Bạn muốn chèn cả bài nhạc xuống timeline Thì bạn chỉ việc kéo và bạn thả nó xuống và nó thả nó xuống thì trong Filmora nó sẽ có trên timeline của nó sẽ có hai phần, phần dưới là các cái phần cho các cái file nhạc và file audio rồi là file uh, hiệu ứng âm thanh các thứ. Thế còn phần ở trên là file video. Uh, nó có cái biểu tượng này này, cái này là video này, video này, còn cái này là audio này, nhạc nhẽo này, đó. Đấy là cách mà các bạn thêm cả bài nhạc vào. Ok, uh, nhưng mà một số trường hợp thì các bạn uh, không thích thêm cả bài nhạc vào. À, mà bạn chỉ thích thêm một đoạn của bài nhạc thôi, thì bạn sẽ làm như thế này, bạn kích đúp vào cái video, cái bài nhạc ở trên cái media để bạn play đó. Sau đó là bạn play đến cái vị trí nào mà bạn cần, ví dụ bạn thích, chẳng đoạn đầu này bạn không thích, bạn chỉ thích từ đoạn giữa này thôi, thì bạn đưa cái play nó đến đây. Sau đấy bạn nhấn chữ Y ở trên bàn phím để đặt điểm vào cho cái bài nhạc. Và sau đấy là nó sẽ có cái điểm vào này, điểm này là điểm vào. Và điểm này là điểm ra điểm ra thì các bạn nhấn chữ o thì khi đó các bạn kéo cái kéo cái phím này đến cái chỗ nào mà các bạn cần phải ngắt nhạc ấy, thì các bạn đến đây các bạn nhấn chữ o như vậy là bạn đã đặt hai cái điểm điểm vào và điểm ra cho một cái file nhạc à, thực ra là video thì các thứ thì bạn làm tương tự như thế sau đó bạn sẽ kích vào cái cửa sổ preview chỗ này để bạn kéo nó xuống timeline đó như vậy là bạn kéo được một đoạn nhạc xuống timeline rất là hay đúng không thì sau khi bạn chèn cái đoạn nhạc này xuống timeline rồi ví dụ bạn muốn tạo ra cho nó cái hiệu ứng ví dụ ở đây nó là hai cái đoạn ở giữa một bài nhạc thì nó sẽ uh, nó sẽ kiểu đột ngột đấy thì bạn muốn tạo cho nó cái hiệu ứng là kiểu bé dần lên to hoặc là to dần xuống nhỏ ở cuối bài nhạc thì các bạn sẽ di cái con chuột của các bạn về cái đầu của đầu cái khúc nhạc ấy sau nó sẽ có một cái cái nút trắng trắng ấy bạn nhấn vào đó sau bạn kéo nó ra kéo về bên phải thì bạn tạo ra một cái gọi là hơi to lên, à, to dần. còn bên này thì bạn kích vào đây, bạn kéo một cái, đó. đến đây nó sẽ nhỏ dần. ví dụ đây là cái chỗ to dần nhé. thứ tiên mình sẽ tắt tiếng của cái cái clip ở trên timeline đi. ai mình play các bạn xem. đó to dần đúng không? bây giờ đến đoạn này nhỏ dần. đó đấy là rất đơn giản thôi đấy là các cái cách để bạn có thể ghép nhạc vào trong uh, trong video uh, trên máy tính tuy nhiên là có nhiều cái công cụ nữa để các bạn có thể trải nghiệm ở trong phần mềm Filmora mình ví dụ ví dụ nếu như bạn muốn điều chỉnh âm lượng của cái cái bài nhạc này thì các bạn có thể dùng cái thanh này Đây, cái thanh chỉ âm đây uh, thanh chỉ sóng âm bạn di cái con chuột vào đây nó sẽ có hình có cái bàn tay uh, bàn tay như này bạn kéo lên nó sẽ to đó, kéo xuống nó sẽ nhỏ đó nó sẽ nhỏ đi, đây như này. Ngoài ra, thì các bạn có thể kích đúp vào cái cái file nhạc đó ở trên uh, ở trên timeline. Sau đấy các bạn đi vào một số cái. Ví dụ, bạn có thể tăng cái tông tông của bài nhạc lên ở chỗ này, kéo nó lên, kéo cái pitch này lên đến 7 chẳng hạn, cái bài nhạc của bạn nó sẽ lên tông cao hơn. Hoặc là bạn có thể kéo cái pitch này nó xuống âm 6 chẳng hạn, cho nó tông nó trầm đi. Rất là hay đúng không? Ngoài ra thì các bạn có thêm cái Equalizer trong cái Equalizer này thì có nhiều hiệu ứng bạn kích vào đây đó, Nó do Classic này, Dance này, Low Bass này, ví dụ Low Bass nó ít trống đi đúng không? Kích vào <laughs> Nó cũng làm biến đổi cái bài nhạc của bạn à, Còn một cái nữa rất là quan trọng ở trong Filmora đó là cái Keyframe Thì nếu như mà các bạn ví dụ mình sẽ xóa cho cái này về lại bình thường nhé À, ví dụ mình có một bài nhạc nó to như này nhưng giả dụ ở chỗ này mình có một cái đoạn nó giọng nói giọng niếc chẳng hạn ví dụ mình mình đang có một cái file nhạc sau đấy mình, mình, muốn nói nói ở chỗ này và mình muốn cho nhỏ nhạc ở cái đoạn này đi thì mình sẽ dùng keyframe ở trong Filmora là mình sẽ kích đúp vào cái cái file nhạc ở trên timeline sau đấy mình ép cho nó một cái keyframe đó, mình kéo tiếp cái kim thời gian lên mấy, khoảng mấy mấy frame đấy mình ép thêm một cái keyframe sau đấy mình kéo thêm một cái nữa tức là bạn sẽ tạo ra bốn cái keyframe À, đây một cái keyframe nữa ở đây một cái keyframe nữa sau đó bây giờ bạn chỉ việc chỉnh hai cái ở giữa thôi chỉnh hai cái ở giữa kéo nó xuống cho nó nhỏ xuống như vậy là giọng nói của bạn ở chỗ này thì cái chỗ nhạc này nó sẽ rất là bé ví dụ play các bạn nghe đó ví dụ đoạn này mình nói này ok thế còn nếu như mà bạn nào muốn sau khi các bạn ép cái keyframe này rồi mà bạn muốn xóa keyframe đi thì bạn sẽ chọn cái keyframe ở trên cái bài nhạc sau đó bạn nhấn phím delete chọn nhấn phím delete chọn nhấn phím delete ngoài ra thì nếu như mà các bạn add nhiều keyframe ở trên timeline nhé ví dụ bạn có hai cái này hai điểm này ba điểm này ba điểm chẳng hạn và bây, bây giờ ví dụ bạn muốn kéo cái này nhưng mà bây giờ bạn cảm thấy cái chỗ này nó bị lỗi gì đấy và bạn không muốn tức là bạn không muốn thêm cái keyframe ở đây nữa mà bạn muốn reset nó về ví dụ về chỗ này chẳng hạn nhưng mà bạn không muốn xóa thì bạn có một cách khác để bạn làm ví dụ ở đây nhé ở đây nó là đang là âm 27 dB thì bạn có thể kích vào cái nút này đó kích vào cái ô trống ở đây ở trên timeline ấy, bạn nhập vào số 0 và nhấn enter Đấy, nó sẽ trở về không tức là cái trở về cái mức ban đầu là không ví dụ cái này cũng thế bạn chọn vào keyframe này nó đang là âm 2.46 bạn có thể nhập nó về không đó và để lợi dụng cái này thì các bạn có thể chỉnh vào đây Ví dụ ở cái keyframe này bạn muốn nó tăng nó lên hoặc là bạn muốn nó trừ 10 đi chẳng hạn đó Thì nó sẽ giảm đi 10 ở bên này chẳng hạn bạn cũng muốn nó giảm nó tương tự như bên này Và bạn không muốn là kiểu nhìn nhìn vào đây rồi bạn kéo kéo nó sẽ không đúng ấy. Thì bạn có thể dẫn nhập vào đây trừ 10 Enter đó Tức là hai cái chỗ nhạc bên này và nhạc bên này nó sẽ cùng cùng một cái level play các bạn nghe đó rất là hay đúng không à, và khi mà các bạn chỉnh nhạc ở trong phần mềm Filmora ấy thì các bạn có thể ấn vào nút này Audio Meter để nó hiện ra chỗ này để cho bạn dễ nhìn hơn đó khi mà cái bài nhạc thì các bạn cố gắng làm sao mà chỉnh đừng để nó lên cái cái vùng mà gần đến không đấy nó sẽ hiện lên màu đỏ ấy, thì có thể bài nhạc nó sẽ bị vỡ tiếng đó là cách đơn giản để các bạn có thể uh, chèn nhạc vào video trên máy tính À, sử dụng phần mềm Filmora và một số cái tip uh, trong cái việc uh, chỉnh audio ở Filmora. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn Nếu như là các bạn uh, có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn có thể comment bên dưới Nếu như bạn mới đến xem kênh của mình hãy đăng ký kênh của mình để xem những video về phần mềm và chủ yếu về Filmora. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau Goodbye